Mồi chép không Dũng? Đây thì cũng có chép á. Mè dẫn chép trong vật thuốc đi. Cái này mình trộn đánh mè dẫn. Đi đằng kỳ không mà đi. Đi cơm với ông đấy, đi cơm ăn rồi. Thì trong đó mong đi cơm ăn không lộn lừa mình quá. Không thấy anh em mình hiền cũng lừa. Trên đó bữa giờ có thằng nào dùng phản hồi đi câu có không anh? Chưa có thằng nào phản hồi á. Chưa có thằng nào chửi chứ nó nói. Nhà nó chửi mới biết được là nó thử rồi đúng không? Thơm ghê mày. Sướng giỏi nghe mùi thơm. Anh đem trùng có trùng không? Có. Nóng không? Đừng nói giục hả? Dùng dây lên dây cái đó mà giật giục chứ. Má vậy mà giục. Trống sao được mà trống hả? Cái gì vậy? Hai con luôn con gì vậy? Biết được hai con luôn cái gì vậy? Gì ông nội? Xé cho xé luôn. Chê gì mà quả vậy? Trên sao chết nó cứng vậy? Con này sao chết cứng còn ăn mày? Không biết. Ghê vậy. Thịt cứng luôn à. Sao cá nó chết mà sao nó ăn được hay vậy? Rồi cá quỷ rồi. Mới chết nếu mà nó đâu cứng cái đó đâu. Chừng nó ăn nãy giờ rồi mày ơi. Người chết nãy giờ nửa tiếng rồi hả? Ừ. Quá mày quỷ quá Dũng. Mấy con ngựa vậy. Nó chết cứng luôn à. Lên mà cá chết cứng luôn. Là sao? Tao không hiểu. Không biết. Con cá này ghê vậy ta. Mày cá chết thì sao nó ăn được? Cái chừng nó ăn từ lúc mà mình không giật á. Lúc em mới đi là em quăng xuống đi mà. Ừ. Gì vậy? Nó mà bị cá ám rồi Dũng ơi. Chết mà còn ăn được câu.
đúng không? Nhỏ vãi nồi. Lên, thấy chưa? Bữa giờ câu hoài lóc, tức hôm nay chơi đồ sát câu lục luôn. Ừ, giờ chơi đồ sát luôn. Nó dính nãy giờ luôn mà mình không biết, nó kỳ kỳ nãy giờ á. Em sát ra. Nó nằm im đó luôn. Nó nằm im mà nó kỳ gì dớt mới thấy nè. Kêu cũng trọng chứ hả? Ừ, cái này là được. Vậy là mau chín. Được hai chú. To quá nấu lâu lắm. Có đây kho ngon. Chiên lên được dễ nhanh. Ăn không nằm im nó luôn chú đi. Cũng được cái này máy lớn lắm, được nấu nổi. Nằm thử thụ vậy. Nằm lớn máy lớn luôn gì nữa. Cắn đâu mà ta.
đa số đây nuôi nhiều. Ở bên góc này thì... đây có một. Đấy, bên kia có một thánh câu kìa. Đó, cũng có thánh câu ngồi ra gọc cây câu luôn. Tao thấy giật con cá mà nó không dính con cá, cắm đậu xong tao cười không luôn. Ham cá giật cái bật nữa rớt xong tỉnh liền gì. Nhưng mà nó rút chặt lên cái là rất khó. Rồi phao lục mất tiêu luôn rồi. Còn nhỏ nữa Vũ. Đó đó đó, đóng rồi đó. Giật lên thôi. Dính không? Đó đó, cá vô. Trê hả? Đó, thấy chưa, anh đóng đóng nãy giờ, vướng dây, vướng dây. Nãy giờ anh nghỉ là nghỉ rồi. Thôi, mang con cá tới đây. Cũng trọng nha bộ. Bằng con hồi nãy. Bằng con mới lên. Đây, một em tre nữa, rồi gỡ. Tới giờ rồi. Tới giờ tre nó ăn rồi đó. Ngoài xa xa ngoài sông nó lên cái vậy, đang móng nó lên đầu quá trời luôn nè. Giống như cá kèo. Hả? Giống như cá kèo hay là cá bóng vậy ta? Mà cá bóng đâu ra xa bờ chứ vậy? Đó nó lên nè, không? Cá gì á? Nhỏ 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 như cá kèo vậy á. Ăn móng dữ vậy ta? Quá lôi dữ vậy, sảy luôn hả? Đâu lôi muốn rớt cần luôn, không nhau không đóng. Thôi tay mày lộ tay thúi rồi Vũ ơi. Hiểu mày không? Gì nữa? Tới giờ trễ. Đây trễ nhiều quá ta. Sắp tới đây. Đó, lên sóng thêm một em. Đang quay gần kia, chỉnh gần này giật. Ăn vé, chuyện vé đó. Anh đang ăn vé không? Nước bò vô này. Vô nước ngược rồi nó ăn à. À đúng rồi, cái này nước ưa nó ăn rồi, nước cái chảy. Nước chảy vô nó ăn. Trề mới thôi bú. Về làm vé cây xanh nữa. Này bắt nó về xong làm vé cây xanh cho nó nè. Nó rỉ 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 rồi. Chứ bày cá hường á. Nhịp cái dở lên là sốc cái gì không? Nguyên bầy luôn á. Nó lặn dưới rồi đó Vũ.
không được con nào luôn á Sam. Thôi rồi lên con cá lớn nha các bạn. Con này lớn lắm á Vũ. Chơi không? Lên. Đây đây, đem sang đây. Thêm chú nữa. Được. Dạ. Dạ không, con này mấy lạng à? Nửa ký à? Sau này tao tên người mày kéo cá tao quay phim không người ta? Đồ mà mất á, được cái cảm giác đầu giật lên thôi, còn lôi mày lôi không vậy? Đi coi mấy kia giật cái trôi nó chửi em hoài, giận giật cái trơn. Nó giật đến tại em quay vô rồi. Không biết anh quay đây tới cá quay nó không sướng. Cần này lớn quá, quay cá đưa vô đâu đã đâu. Cần này mới lên cá mười mấy ký đưa vô mới cảm giác. Đây thành quả mới có chơi. Đây cá câu này có trê trắng không về, mình làm cá trê kho tiêu gừng các bạn. Đây gừng đây, mình sẽ kho gừng kho khô. Giờ mình phải cho miếng đường với miếng dầu vô, mình tạo cái màu để kho con cá nó cái màu nó sẽ đẹp. Cái đường nó vừa tới là cho cái hành tím vào, hành tím với tỏi băm mình cho vô để cho nó thơm và nó có cái màu đường rồi đó các bạn. Đó nó lên cái màu nhìn rất là đẹp. Đó, khi cái tỏi nó khô lại ta cho cá vào, tao đều lên cho cá nó săn lại nha các bạn, để nó khỏi tanh cái mùi của cá đó. Cá lên cái màu rất là đẹp các bạn. Đó, giờ cá nó săn lại mình cho nước mắm gừng vào, cho nó vào mình đảo lên cho nó thấm ha, chờ nó sôi lên xong rồi mình mới cho tí nước sôi vào cho con cá nó săn lại. Các bạn mà cho nước nó nước lạnh vào thì con cá nó sẽ bị bể ra, nó rã cá nên bắt bụng phải cho nước sôi. Mình cho nước sôi là cá nó không bị rã, săn lại cá rất là ngon các bạn. Đó là cái kinh nghiệm của bà ngoại chỉ lại nha. Đây các bạn, nước sôi. Đó, nước vừa sôi chúng ta cho vào trong cái nồi cá, chúng ta chất đầy lên, nó sắc cái nước rồi. Nó sắc cái nước lại là cái nồi cá nó sẽ ngon, nó thấm. Đây các bạn, mình đã hoàn thành xong cái nồi cá khô, cá trê khô gừng. Nhìn rất hấp dẫn đúng không các bạn? Đó, con cá trê ta kho cho khi nó ráo thịt ráo nó thấm vô cái nước, nó rặt lại, nó khô lại, ăn rất là ngon các bạn nha. Nó vừa thấm vị gừng nè, mặn mặn cay cay của ớt với tiêu với gừng, ăn cơm nóng ở trong mà chỉ có chết thôi, quá đã nha. Mà kỳ ông ta, tự nhiên mình tự nấu mình tự khen ta.